mấy anh em nào mà đi rừng mà cần phải để bắt con sóc đầu đỏ hay là sóc mặt đỏ, có một số người còn gọi là sóc đầu vàng mặt vàng lúc nó còn tơ là màu vàng nha anh em. Cái con trong màn hình nè, anh em cần phải gốc phải chuẩn để gọi cho nó ra thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận tư vấn và bán cho anh em cái file gốc không bị chèn nhạc với lại có giọng người nói vô nha anh em. Cái file gốc thì nó dài nha anh em, cái file này đăng lên để cho anh em tham khảo thôi. Bên Thuận có tất cả các loại tiếng chim, chồn, sóc, thú rừng, anh em cần file gì thì liên hệ số điện thoại cho Thuận. Cảm ơn anh em rất là nhiều, chào anh em. Bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn.